Vào khoảng 14 giờ ngày hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2023, trên đường cao tốc La Sơn-Túy Loan đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết và bị thương 4 người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trình cùng Ban An toàn Giao thông Đà Nẵng đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo điều tra làm rõ và thăm hỏi động viên người bị nạn. Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1980, trú tại Đông Thanh, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng điều khiển xe ô tô khách mang biển số 73F00063, chở theo 43 người đi trên đường cao tốc La Sơn-Túy Loan hướng Bắc Nam. Khi đến km 61+400 thì lái xe Tuấn điều khiển cho vượt qua xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 43B04394 do Hồ Phước Tú, sinh năm 1983, trú tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đi phía trước cùng chiều thì va chạm với xe ô tô biển số 85H00964 do Nguyễn Xuân Kế, tỉnh Ninh Thuận điều khiển đi ngược chiều lại. Sau khi vượt lên thì xe do Tuấn điều khiển va chạm với xe 16 chỗ, khiến xe 16 chỗ dẫn đến tai nạn. Hậu quả, chị Diệp Phương Trâm, sinh năm 1998, trú khối 2, thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, tỉnh Bình Định tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng, cùng một số người bị xây xát trên xe được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Kiểm tra nồng độ cồn hai lái xe, kết quả không có. Vụ tai nạn đang được đội điều tra huyện Hòa Vang điều tra làm rõ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng đã đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo điều tra làm rõ và thăm hỏi động viên người bị nạn. Trước mắt, Ban An toàn Giao thông thành phố hỗ trợ cho gia đình có người chết là 5 triệu đồng, 3 người bị thương nặng mỗi người 4 triệu đồng, 11 người bị thương nhẹ mỗi người 2 triệu đồng.